Hai cha con mình cùng thổi nha. Dạ. Rồi. Được chưa? Chuẩn bị chưa? Dạ. Rồi. 1, 2, 3. Ba chưa thổi, con thổi hết chưa rồi. Từ từ, đợi nha. Đợi ba chưa thổi, con nổi liền lên. Rút lại nha. Cái này của con nè, hai cái này của ba nha. Nhớ nha. 1, 2, 3, thổi. Xin một tràng pháo tay nữa, thưa quý vị. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Thưa quý vị, nếu như mà quý vị ở đây, quý vị nào có Facebook của Hội Việt Trung ạ? Giơ tay cho Song Khánh nhìn được không? Dạ, rất đông. Quý vị có thấy Si Muội xuất hiện rất nhiều trên Facebook Hồ Việt Trung không ạ? Dạ vâng, dễ thương không quý vị? Thưa quý vị, là phải nói là bây giờ con em còn hot hơn em nữa. Bài hát nào mà em hát xong, khi mà em hát xong rồi đó, là con em cover lại một cái, một là view ngập tràn luôn. Đổi đình đổi đám. Cảm ơn bạn nhiều. Nên là bây giờ đó, cứ bài nào em hát xong là khán giả cứ kêu là anh ơi cho Si Muội cover đi. Biết rồi, fan của em qua Si Muội hết luôn. Ba mất fan gì con không đó. Vậy con thấy sao? Con có vui không? Si Muội không? À? Hôm nay con vui không? Dạ vui. Con có muốn nói gì với ba ở trong cái khoảnh khắc này không con gái? Dạ. Con chúc mừng sinh nhật ba. Chúc mừng sao? Chúc sao nè? Con chúc ba nhiều sức khỏe. Chạy nhiều show. Câu đó rất là quan trọng. Cái câu này quan trọng nhất nè. Có nhiều show mới có nhiều sữa đúng không con? Có gì nữa không? Có nhiều. Câu này không nói nha, câu này khôn lắm. Không, không. Riêng mà cái câu mà có nhiều bồ là không bao giờ nói. Em có gài luôn mà không có nói. Không nói đâu đúng không? Bây giờ con có muốn mà lấy vợ không? Dạ không. Vỗ tay quý vị. Nhưng mà cô Khanh nói nghe nè, con ở một mình vậy con có buồn không? Con có muốn có em không? Dạ không. Cô đi vô nha, cảm ơn con. Cô cầm bánh vô nha. Cô không còn gì để hỏi thêm. Không còn gì để hỏi thêm con ấy. Giờ năn nỉ nha. Năn nỉ là giờ mà không có vợ có bạn gái được không? Dạ không. Trời ơi. Bắt ở giá vậy luôn đó. Ai nói vậy? Ai hát vậy? Hả? Đánh chung hả? Bây giờ ba có bạn trai được không con? Nếu không phải có bạn gái. Dạ không. Hay quá chứ con có cái ba xỉu. Dễ thương. Dạ rồi, dạ, cảm ơn. Đấy, cầm vô. Dạ thưa dạ, quý vị, hôm nay quý vị thấy dễ thương không? Dạ, quý vị Si Muội gần như là hiểu được cái tình cảm của ba Trung và dạ, cảm ơn má. Wow. Dạ. Dạ. Wow. Một món quà rất là ý nghĩa. Sao má tặng sợi dây không cần thiết các bạn? Em thấy món có quà. Đi. Có giấy không em? Giấu cái mặt. Trời ơi. Có mặt nè. Trời ơi, cảm ơn má nhiều. Dạ rồi. Dạ cảm ơn má nhiều. Dạ rồi. Con sẽ đeo con, mặt con cảm ơn má ngày hôm nay có mặt ở sinh nhật con, tặng con một món quà và chúc má nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn nhiều. Dạ, ôm cái. Dạ, thương quá trời luôn. Dạ. Một người má nuôi của Hồ Việt Trung quý vị ở Long An ngày hôm nay cũng cùng gia đình ở đây để cùng chúc mừng sinh nhật cho Hồ Việt Trung. Rồi, con cầm vô đi. Cô ba nha.